Xin chào các bạn nhé. Hôm nay hệ thống đồng hồ Dương Bắt chúng tôi làm video để giới thiệu với các bạn một mẫu đồng hồ Philux dành cho nữ giới đến từ nước Pháp. Và trước mặt quý vị đang là một mẫu đồng hồ có mã là FL1100495. Đây là một mẫu đồng hồ có giá là 2.620.000. Và đây, các bạn nhìn này, tôi tháo quả bông này ra. Đây, các bạn xem này, mặt số được đính đá, đá Swarovski các bạn nhé, đá Swarovski này, đây là cái chứng nhận này các bạn nhé, chứng nhận thương hiệu của đá quý Swarovski được đính trên thương hiệu đồng hồ Philux này. Đó, đây phần gối dây này, cũng được đính đá luôn, đấy, đính đá hết này, mặt số khảm xà cừ. Đây, mặt số khảm này lấp lánh luôn, bảy màu luôn, cực kỳ đẹp. Và đây, độ dày rất là mỏng luôn, nó chỉ khoảng 5mm thôi các bạn nhé, rất ok. Thiết kế dây tôi rất thích cái dây này rất là đặc biệt các bạn, mềm và rất đẹp luôn. Quả này, quả có logo Philux này, dây rất là đẹp. Đây mặt sau này, đây mặt sau của đồng hồ này, đây các bạn nhá, mặt sau của đồng hồ đây, mặt sau bao giờ cũng có là tem của nhà phân phối Tân Hải Minh. Đó, cái nét hơi khó nha. Đấy, tem bảy màu của Tân Hải Minh đấy, các bạn nhìn theo. Đó, tất cả đều hàng chính hãng các bạn nhá. Vâng, vì sao tôi khẳng định đây là hàng chính hãng thì tôi cho các bạn xem cái này. Đây các bạn ơi, đây là một cái bằng. Đây là một cái bằng được Tân Hải Minh, công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Hải Minh đây, nhà phân phối đồng hồ Philux cấp cho chúng tôi. Đấy, giờ bắt đây. Đấy, địa chỉ đây, tầng G trung tâm mại Mỹ Đình đây. Đấy, đầy đủ các thứ các bạn nhé. Chúng tôi chỉ bán hàng chính hãng, không có bằng hàng nhái cả, cho nên các bạn mua chúng tôi các bạn hoàn toàn yên tâm luôn, không phải lo bất cứ cái gì. Ai bảo hàng nhái hàng giả, chúng tôi đền cho các bạn gấp 10 lần luôn. Vâng, thì size của mặt đồng hồ này tôi cũng đo luôn cho các bạn có thể xem luôn trực tiếp là nó bao nhiêu, các bạn có thể gớm lên tay của mình nhé, để xem phù hợp thì các bạn mua của chúng tôi 32 các bạn nhé. Nó là size mặt đồng hồ này là 32, hợp với bạn nào có cổ tay trung bình trở lên. Đấy, còn những cái bạn mà cổ tay nho nhỏ, cao khoảng tầm 1m50 đổ xuống thì đeo cổ tay to tay mình, thì các bạn cân nhắc các bạn nhé. Vâng, cùng là một phiên bản của mẫu đồng hồ Philux này, thì đây là một phiên bản mặt cũng khảm xà cừ, nhưng dây cũng màu trắng, dây cũng màu trắng, nhưng là mặt thì lại là viền benzen này là không mạ vàng giống như cái mẫu bên này. Vâng, đây là mạ vàng thôi. Vâng, trắng mạ hết hoàn toàn, rất trẻ trung. Bạn nào mà thích màu vàng thì đeo cái mẫu này, bạn nào thích màu trắng thì mẫu này, rất là đẹp luôn. Hai mẫu y hệt nhau các bạn, không khác gì nhau, chỉ khác mỗi là về cái màu sắc một chút thôi, để cho các bạn lựa chọn thôi. Đấy, các bạn nhìn này, cực kỳ đẹp nhé, các bạn nhìn chi tiết nhé. Chế độ bảo hành của thương hiệu đồng hồ Philux này, vâng, là máy 1 năm, pin 1 năm, máy 1 năm. Đây là dòng đồng hồ quắc các bạn nhé, và được bảo hành 1 năm chính hãng tại 41 Thi Sách, Hai Bà Trưng, Hà Nội, và bảo hành tại cửa hàng chúng tôi là 5 năm. Cho nên các bạn khi đã mua một cái đồng hồ của tôi thì hoàn toàn yên tâm luôn, không phải nghĩ điều gì luôn. Đây có tem 7 màu này, tem 7 màu chính hãng của Philux luôn các bạn nhé, chứ không phải tôi dán vào đâu. Bạn khi mua thì hoàn toàn yên tâm luôn. Vâng, sắp tới là ngày 20 tháng 10, cho nên là chúng tôi cũng có một chương trình nhất là dành cho các bạn. Vâng, đó là khi các bạn mua đồng hồ Philux, chúng tôi sẽ tặng kèm thêm một dây da. Đấy, tặng kèm thêm một dây da cho các bạn, dòng handmade của Việt Nam, trị giá là 530.000. Vâng, và đồng hồ này sẽ được giảm giá thêm 10% nữa, 2.620.000 sẽ được giảm thêm 10% và tặng kèm thêm một dây da 550.000 nữa.
Vâng, các bạn hãy nhanh tay để đặt hàng ngay các bạn nhé, bởi vì số lượng cũng chỉ có hạn thôi ạ. À vâng, trên đây thì chúng tôi đã review chi tiết về mẫu đồng hồ Philips FL110045. Vâng, có giá là 2.620.000. À vâng, các bạn yêu thích mẫu đồng hồ này hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua số hotline trên màn hình, hoặc là hãy comment dưới video này để sở hữu của em nó ngay các bạn nhé. Thấy video này hay hãy like, share, chia sẻ để ủng hộ cho hệ thống đồng hồ Nhật Bất chúng tôi ngày càng phát triển hơn nữa. Vâng, bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào.